Xin chào mọi người. Tiên võ Đế Tôn Diệp Thành 941. Hiểu luôn, ta đánh không lại hắn. Cố Trần bĩu môi, đối với việc Diệp Đào lấy hỗn độn đạo hóa kiếm, hắn rất là kiên kỵ. Đường đường là kỳ lân hồng hoang lại cũng có thời điểm sợ hãi hay sao? Vân Tiêu Tử liếc nhìn qua, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng thoải mái. Nam nhân mà sợ hãi như vậy một hai lần cũng không có gì. Cố Trần gật gù đắc ý, lắc thì lắc nhưng hắn vẫn không ngừng hướng về phía Vân Tiêu Tử bên kia sắp tới. Hắn luôn muốn tìm cách thân mật cùng cô nương này, chưa biết chừng ban đêm còn có thể đi tìm một căn phòng để mướn. Đối với hạng người này, Vân Tiêu Tử cho tới bây giờ đều không hề khách khí. Nơi nào yếu đuối nhất của Cố Trần liền nhắm ngay nơi đó mà hướng tới chết đá tới. Thánh thể bá khí, anh rể cố lên. Hầu bối chư thiên cùng tiên nữ giao trì lại tụ thành một khối hò hét trợ uy. Thật đúng là một nam cùng một nữ, từng đôi từng cặp, để các vị trưởng lão giao trì nhìn thấy mà sắc mặt càng thêm đen thui. Đạo kiếm đáng sợ như vậy hay sao? Chúng thái tử của Hồng Hoang sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn hắn nhìn chằm chằm chết thanh kiếm hư ảo kia, không thèm quan tâm tới áo giáp bản nguyên, chỉ một điểm này liền đầy đủ dọa người. Không dám cùng cùng kỳ ngạnh kháng, chỉ để thần pháp đánh lén, đủ để chứng minh một vấn đề. Diệp Đào vẫn còn tiếp tục bị luân hồi nhãn phản vệ, để hắn khó mà chống đỡ được chiến lực mạnh mẽ của mình. Thái tử là một tộc cười lạnh, có thể phá đi manh mối. Trận chiến tiếp theo để bản vương tới. Một thanh niên tóc tím cười u tàn, sắc mặt âm nhu, một đôi mắt hiện lên ánh sáng yêu dị, khóe miệng hơi vẫy lên, ngậm lấy nụ cười ngang ngược mà díu cợt. Cái thằng này chính là thái tử Kim Ngân tộc. Nếu bàn về tốc độ thần pháp thì chúng thái tử của Hồng Hoang không ai sánh bằng. Chỉ vì phi lô thần quyết của hắn, nếu một chút mất tập trung thì hắn liền có thể chặt đầu người khác. Máu của cùng kỳ nhuộm đầy chiến đài, cho dù hắn thân xác cường đại, cho dù sức khôi phục của hắn bá đạo, cũng thể gia trì được vết thương lần lượt đẫm máu, máu chảy xuống đọng thành một dòng sông làm người phải run sợ. So với hắn thì Diệp Thái Hầu giống như một con giả thú mà theo đạo kiếm xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần xuất hiện đều khiến cùng kỳ trọng thương, mà lại không thèm nhìn tới áo giáp bản nguyên của cùng kỳ. Anh công kích trực tiếp đạo căn của hắn, giết. Cùng kỳ như một tên điên, đại thuật sát sinh nhiều lần đánh ra, từng chiêu đều muốn lấy mạng người, là không thể bắt được thân ảnh của Diệp Đại Hào, tốn công mà không có chút kết quả nào. Diệp Đại Hào cười lạnh, độn thân tại hư vô, du tẩu cùng không gian, thi triển hư không tuyệt diệt, bí thuật của Thiên Tông Thế Gia. Trải qua bao năm tháng lĩnh ngộ, anh đã là đoạt thiên tạo hóa. Anh cũng phải là không dám cùng cùng kỳ ngạnh kháng, mà là muốn tại bên trong trận đấu chiến diễn hóa đạo kiếm, uy lực của nó vô cùng áo diệu. Cút ra đây cho ta. Cùng kỳ gầm thét, một bước trèo lên hư không, diễn hóa đạo pháp trong lòng bàn tay. Lăng thiên một chưởng nặng tựa núi non phủ xuống hư không, không gian hàng ngàn trượng từng thốn sụp đổ. Thái tử nói, ta phải nghe theo. Diệp Hào thuấn thân lao ra, né qua trường ấn, thân pháp vẫn cực kỳ mượt như cũ. Đi đâu? Cùng kỳ hét to, một chưởng lại che trời, không gian mới vừa khép lại, lại ông đập sụp đổ. Vội vã đến bên trên hoàng tuyền như vậy, ta nào có lý lẽ không thành toàn cho ngươi đâu chứ? Diệp Hào tay cầm đạo kiếm, như một đạo thần mang nghịch thiên lao lên, một kiếm phong thần đâm toát trời xanh, phá vỡ trường ấn của cùng kỳ, một đường công phạt nhắm thẳng vào giữa lông mày của cùng kỳ. Cùng kỳ hai mắt trợn lùi ra, còn người của hắn cũng thiết chặt thành đầu mũi kim. Một kiếm của Diệp Hào quá nhanh đã khóa chặt nguyên thần của hắn, chính là một kích tuyệt sát. Một kiếm này hắn tuyệt đối khó mà tránh thoát. Một cái chớp mắt này để nhóm người quan sát trận chiến không khỏi ngồi thẳng dậy, muốn tận mắt nhìn qua cùng kỳ bị một kiếm tuyệt diệt của Diệp Đại Hào. Quả nhiên
Diệp Đào đã không phụ sự mong đợi của mọi người, một kiếm đồng toát lông mày cùng kỳ xuyên thủng thần hải của hắn. Trần Thần Nguyên Thần của hắn cũng khó thoát khỏi tịch diệt, bị một kiếm kia chém thành tro bụi. Nguyên Thần bị chém, thần xác cùng kỳ từ trên trời rơi xuống. Có thể nhìn thấy trên mặt của hắn còn lưu lại thần sắc sợ hãi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Đường đường là thái tử cùng kỳ tộc chết đầy bất đức. Hắn bị diệt thì pháp khí bản mệnh của hắn quy lực cũng chợt hạ xuống, không địch lại hỗn độn đại đỉnh, khó thoát được hạ tràng, bị nuốt chửng. Diệp Hào cũng đáp xuống, có lẽ là không đứng vững, thân hình hơi lảo đảo một chút, suýt nữa đã ngã quỵ. Đợi cho sau khi đứng vững trở lại thì một ngụm máu tươi phun mạnh bà ra, sắc mặt anh cũng trắng bệch. Thấy thế, bà họ Bối Chư Thiên tiếng lòng bỗng nhiên rung động, theo bản năng để coi là Diệp Đại Hào cũng bị trọng thương. Cũng chỉ có lão Bối cùng người hiểu rõ anh mới là minh bạch. Diệp Đại Hào là đã bị phản phệ, nhưng nhờ anh có nội tình thâm hậu, cái gọi là phản phệ còn lâu mới ảnh hưởng đến gốc rễ của anh. Lần này anh học máu hoàn toàn là giả bộ, mục đích của anh chính là lắc lư chúng thái tử của Hồng Hoang để bọn hắn cho là anh đã bị trọng thương, như thế mới có khả năng dẫn dụ bọn hắn lên đài. Đã là đánh, đã là đôi bên đã vạch mặt thì anh cũng đã làm tốt sự chuẩn bị, một đường giết tới thằng cuối cùng. Thái tử Hồng Hoang quá mạnh nên anh có thể diệt nhiều thêm một thằng rồi tiếp một thằng thì quá tốt. Nếu là anh tỏ ra mình quá mạnh, ngược lại xem bọn hắn dọa sợ mà bỏ chạy. Cũng đừng nói, kỹ năng diễn xuất cấp vua màn ảnh của Diệp Đại Hào hoàn toàn chính xác là hữu dụng. Chỉ ít thì chúng thái tử của Hồng Hoang tin tưởng chắc chắn Diệp Đại Hào đã nửa tàn phế. Giờ phút này, dịch Diệp Đại Hào chính là thời cơ tốt nhất. Không đợi Diệp Đại Hào kịp hò hét, thái tử Kim Ngân Tộc liền lao lên đài, thân hình như thật như ảo, lực lượng tịch diệt mãnh liệt cuồn cuộn. Gấp gáp chịu đi chết như vậy sao? Diệp Đào lau máu tươi trên khóe miệng, cố ý đem khí huyết làm cho vô cùng hỗn loạn. Cho tới giờ lát này anh vẫn còn đang diễn, tuyệt đối là anh vào sâu tới ba phân. Gặp phản vệ lại liền điều với hai tôn thái tử Hồng Hoang chúng ta, Diệp Đào ngươi còn có thể cầm cự được bao lâu nữa đây? Kim Nghê âm hiểm cười, cố làm ra vẻ bí ẩn, cũng thế nào cứu được tính mạng của ngươi. Diệt ngươi đầy đủ rồi. Diệp Đào thản nhiên nhún vai, không biết tự lượng sức mình. Kim Nghê cười nhe hết răng nanh. Dứt lời, cái thằng này liền biến mất, khó mà tìm được nửa vết tích tung tích của hắn. Chỉ thấy một đạo u mang như ẩn như hiện tại chiến đài, thần pháp cùng tốc độ của hắn quả thực không thể tin nổi. Diệp Đào cười lạnh, thuận thân bỏ chạy. Anh, cái thằng này vừa mới rời đi thì nơi lúc trước anh vừa đứng, Kim Nghê liền xuất hiện, một kiếm tuyệt diệt xả xuống. Chỉ tiếc không thể chém trúng Diệp Đại Hào. Tiếp tục tốn nữa đi. Kim Nghê cười rồi lại biến mất. Bắt được ta, ta theo họ của ngươi. Diệp Đại Hào xem thường, nhàn nhã như đi bộ tại trên chiến đài, độn tới độn lui, bước chân dù chậm chạp, vừa vặn bộ pháp lại là vô cùng huyền ảo. Anh đã từng chiến qua cùng hoàng tử Kim Nghê, anh cũng đã biết thần thông của Kim Nghê tộc. Phi Lô Thần Quyết bá đạo vô song, có thể thuẫn thân trảm đầu người. Cái tông đại thuật tuyệt sắc này đến người rất là đau đầu. Chỉ có điều Phi Lô Thần Quyết tuy mạnh lại không phải là không có điểm yếu. Khoảng cách lại là một khuyết điểm lớn. Khoảng cách đủ xa, vượt qua phạm vi tuyệt sát thì có Phi Lô Thần Quyết cũng vô dụng. Khuyết điểm thứ hai chính là ấn ký thời không. Người thi triển Phi Lô Thần Quyết chính là dùng cái này để xuyên qua. Nếu sớm xóa đi ấn ký, không cho đối phương cơ hội thì cũng có thể phá đi bí pháp tuyệt sát này. Còn có khuyết điểm thứ ba là phải động, mà là một khắc cũng thể dừng, cho dù chỉ là một cái chớp mắt cũng có thể bị giết. Diệp Đào sớm đã đem bí thuật tuyệt sát này nghiên cứu thấu triệt, lúc này mới chạy tán lạc đầy trên chiến đài, không cho Kim Nghê tìm được cơ hội. Nếu có thời gian, anh sẽ còn đem ấn ký đóng dấu thời không của Kim Nghê xóa sạch. Đối phương đóng dấu bao nhiêu, anh liền xóa đi bấy nhiêu. Ngươi sẽ chỉ biết trốn thôi sao? Thái tử Kim Nghê tộc cười lạnh. Ngươi quản được ta sao? Diệp Đào bĩu môi
Thuấn thân lại mở đường bỏ chạy, kim nên một cách tuyệt sắc kia lại vồ hụt. Cái thứ rùa đen rút đầu. Chúng thái tử của Hồng Hoang đều cười nhạo hét lên. Hồng Hoang đều là não tàn. Hầu bố Dương Thiên đều chửi tập thể. Hồng Hoang đều là não tàn. Ngay cả các tinh nữ giao trì, tại dưới sự dẫn đầu của Giao Tâm, tất cả mọi người đều đồng lòng xuất lực, không chút nào cần tới hình tượng. Tiếng mắng thanh thúy đầy từ tính, từ thế kia từng người cũng giống như đàn bà đánh đá đang chửi động. Thật sự là một phong cảnh tịnh lệ a. Đám lão bối chư thiên đồng loạt co giật khóe miệng, là cái đỉnh của vẻ đẹp, thế nào lại tuôn ra lời thô tục như vậy được chứ? Giao trì nữ đế nếu như còn tại thế nhất định sẽ rất vui mừng đó. Một đám truyền thừa đế đạo thần sắc đều ý tứ sâu xa, nói xong vẫn không quên tập thể liếc nhìn thần giật. Tỷ ta nếu như tại thế đâu còn có chuyện gì liên quan đến Hồng Hoang đâu chứ. Thần giật cười nói ung dung, cũng rất xem trọng các tiên nữ giao trì. Bọn họ thật có sức sống, thật sự tăng thế diện cho đám tiền bối. Giao trì tiên mẫu dây mạnh lông mày, tất cả trưởng lão giao trì cũng dây mạnh lông mày. Hình ảnh ngọc nữ thánh địa giao trì giờ phút này đã mất sạch sẽ. Phía dưới mắng đầy náo nhiệt thì trên đài cũng không có chút động tĩnh gì lớn. Nhướng mắt nhìn lên, chỉ hai đạo lôi điện bay tới vọt lui, một đạo là Diệp Thái Hào, một đạo là Kim Nghê, khi thì cũng có va chạm nhưng lại không đau không ngứa, nhìn mà mắt người hoa đến hỗn loạn. Tiếp theo đuổi đi, đuổi kịp ta theo họ ngươi. Diệp Thái Hào vừa bó chạy vẫn không quên mắng to, dáng dấp ngươi giống như con chuột. Kim Nghê nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên dừng lại thân hình, một tay kết ấn trong cơ thể hắn bay ra bốn đạo ánh vàng. Cẩn thận ngưng nhìn, chính là bốn cây chiến kỳ cổ xưa cắm ở tứ phương trên chiến đài. Chiến kỳ tung bay thần văn trên đó, từng đạo khôi phục che kín trời cùng đất, tô thành đại trận phong cấm. Diệp Đào nhíu mày, anh có thể cảm nhận rõ ràng không gian nặng đề, tương ứng tốc độ của anh cũng theo đó mà giảm bớt. Dịch cho ta! Kim Nghê thuẫn thân giết tới, mặt mày dữ tợn đến đáng sợ, một kiếm tịch dịch chém về phía đầu Diệp Đào. Máu tươi bắn ra, nhưng hình ảnh đầu Diệp Đào bị chém xuống tuyệt nhiên không hiển hiện. Anh đã tránh né kịp thời. Kim Nghê một kiếm chém ở ba vai của anh, vết máu dày đặc mà đáng sợ. Mà lại bên trên vết máu kia còn có một đạo ấn ký thời không, chính là Kim Nghê khắc xuống. Có cái đạo ấn ký thời không kia thì hắn đều có thể như hình với bóng, nhảy mắt miểu sát Diệp Thái Hào. Tiểu tử, ngươi rất được à? Diệp Thái Hào không khỏi bật cười, không còn dám dừng lại thêm một chỗ. Mấy cái thuấn thân bỏ chạy, vết máu bên trên ấn ký thời không cũng bị anh xóa đi. Còn muốn miểu sát ta, ngươi đo nhà, nghĩ cũng rất hay đó. Phong cấm cho ta. Kim Nghê hừ lạnh, áp lực không gian càng nặng hơn. Chỉ cần một chớp mắt Diệp Thái Hào bị trói buộc, hắn liền có thể tung đòn tuyệt sát. Cấm em gái ngươi. Diệp Thái Hào chửi, vùng cánh tay lên một cái, đồn giác tinh tự bên trên hỗn độn thần đỉnh liền cũng bay ra tới, phóng tới tứ phương, phá đi trận kỳ trói buộc của Kim Nghê. Mà đồn giác tinh tự lại từng cái dung nhập vào thiên địa, tự hành diễn hóa, tụ thành trận pháp gia tăng không gian. Thật vậy, lần này bị hạn chế chính là thái tử Kim Nghê, không gian đột nhiên tăng thêm, ép tới thân hình hắn lão đảo một cái. Anh một kích của ta đê. Diệp Hào nhàn nhã cười, hỗn độn đại đạo trong giây lát liền hiển hiện. Kim Nghê mới vừa ổn định thân hình, ngay cả miệng để không kịp há ra để thở, liền bị ép tới quỳ xuống, máu tươi cuồn thổ. Mở cho ta. Kim Nghê hừ lạnh, cũng mở ra dị tự của mình, nhìn chằm chằm hỗn độn đại thế giới xông phá trấn áp. Đừng nóng vội, ta còn có nữa. Diệp Hào tiếng cười rất mờ mịt, hỗn độn thần đỉnh lăn không mà xuống. Kim Nghê vừa đứng lên còn chưa kịp khoe khoang liền lại bị ép tới quỳ xuống. Cũng chưa phải là anh tết lại cứ dập đầu với ta, là muốn tỏ lòng hiếu kính ta hay là muốn hồng bao lì xì thế? Diễm Hào vui tươi hớn hở. Phá cho ta! Kim Nghê lại gào to, pháp khí bắn mệnh xuất ra thần hải, phá tan hỗn độn thần đỉnh, lần thứ hai đứng lên. Lần này Diễm Hào ngược lại, không tiếp tục
để hắn quỳ xuống đất, mà là một kiếm xuyên trường hồng băng lãnh mà cô quạnh. Muốn tuyệt sát bản vương sao? Kim Ngê cười lạnh, định dùng phi đô thần quyết bỏ chạy, sau đó lại cho Diệp Đào một kích trí mạng. Thế nhưng để thần sắc hắn đột biến, chính là ấn ký thời không mà hắn khắc vào phiến thiên địa này đúng là một đạo đều không có. Chuẩn xác hơn mà nói, sớm đã bị Diệp Đào xóa đi hoàn toàn. Không có ấn ký thời không, hắn liền khó có thể xuyên qua để tránh né. Trong chớp mắt, nguyên thần của hắn tức thời thoát ra khỏi thân xác. Hắn tránh rất nhanh, nguyên thần chạy đi, thân xác bị xuyên thủng, máu tươi chói mắt tràn ra xa từ 3 đến 5 trượng. Diệp Đào tốc độ cũng cực nhanh, ăn cực nhanh thu lại thân xác Kim Nghê. Nguyên thần hắn đã phát ra, người coi mẹ nó còn muốn trở về thân xác nữa sao? Người đáng chết. Kim Nghê gầm thét, tuy là tại trạng thái nguyên thần nhưng cũng coi mẹ nó cực nhanh, muốn đánh thật xinh đẹp, khắc phục khó khăn. Phải biết, phi lơ thần quyết của hắn có thể giết người. Hoàn toàn chính xác là có thể giết người, nhưng đáng tiếc, Diệp Đào không phải là người, mà là yêu nghiệt, không còn ở bên trong phạm vi mà phi lơ thần quyết của hắn có thể giải quyết. Không có thần xác, ta cũng không đánh chết người. Diệp Đào vung tay lên, ấn ký thời không mà Kim Nghê mới khắc xuống là bị xóa sạch sẽ. Không có cái ấn ký này mới thật tốt bắt sống được Kim Nghê.